Máy giặt Electrolux EWF1024P5SB đen mờ đẳng cấp với 14 chương trình giặt cùng một loạt các công nghệ tối tân như Eco Inverter, Hygienic Care, Ultramix. Toàn bộ sản phẩm được hãng bảo hành 2 năm, motor và lồng giặt bảo hành 10 năm, 90 ngày sử dụng miễn phí. Mời bạn liên hệ kỹ sư điện máy.com